Chào tất cả cô chú anh chị em yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Đấy thì ngày hôm nay là một cái ngày thời tiết miền Bắc mưa lạnh các bác ạ. Đón đợt không khí lạnh tương đối là nhiệt độ tương đối là thấp và một ngày mưa. Đấy thì trong vườn em thì mặc dù thời tiết mưa lạnh như vậy nhưng mà những cái cây bông hoa kiếm vẫn tiếp tục nở rộ các bác nhé. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến cô chú anh chị cũng như các bác một cái cây lô hội. Đấy, một cái cây lô hội đang hoa tại vườn. Đấy chính là cái cây ngọc diệp kiếm. Thì là một trong những cái bông mà không còn xa lạ gì với các kiếm thủ trong những cái năm qua đúng không ạ? Đấy thì mời các bác, trước tiên là mời các bác cùng ngắm cái vẻ đẹp của em lan kiếm ngọc diệp. Đấy. Thì các bác có thể tham khảo cái mặt bông nhé. Đấy, hiện tại thì bông ngọc diệp thì thời tiết lạnh nhưng mà vẫn nở rất là đẹp luôn cả nhà. Thời tiết lạnh và không có nắng, em này vẫn là một trong những cái em bộ lưỡi đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, thì cô chú anh chị có thể ngắm cái suối hoa ngọc diệp tại vườn em. Đấy, suối hoa ngọc diệp luôn. Đấy. Về cái mặt bông ngọc diệp ấy thì em muốn chia sẻ thêm với các bác về cái mặt bông này. Cho nên là hôm nay em sẽ lên cái video để em chia sẻ cho các bác. Thứ nhất là nhận xét về cái bông này để cho các kiếm thủ, những kiếm thủ lâu năm cũng như là những kiếm thủ mà mới bước chân vào làng kiếm, các bác có một cái nhìn tổng quan nhất về cây và những cái nhìn mà thực tế nhá. Mình không nhìn qua ảnh mà mình nhìn qua thực tế nở tại vườn cũng như là tại những cái vườn hàng xóm các bác nhá. Đấy thì bông này theo cái nhận định của em, đấy tức là theo cái góc nhìn của em thì bông này là một trong những cái bông rất là đẹp. Và khi mà nở thực tế thì đẹp hơn trên ảnh rất là nhiều luôn các bác nhá. Hôm nay là nở đã bắt đầu đã tàn hoa rồi. Đấy, hoa đã bắt đầu rụng rồi. Đây này, rụng mất mấy nụ rồi. Nhưng mà thực tế nhìn bên ngoài thì em này là một trong những em đẹp hơn trên ảnh, với một cái bộ lưỡi đỏ, lưỡi màu cực kỳ ấn tượng. Cái thứ hai nữa là cái trụ này. Đấy, những bông thì mình có thể, các bác có thể tham khảo này. Cái lưỡi nó hơi bầu nhẹ này. Đấy, cái trụ thì trụ tương đối là sạch. Đây, trụ đây các bác nhé. Đấy, trụ tương đối là sạch này. Cánh thì có những cái ánh đỏ hội tụ. Đấy, các bác có thể xem này. Những cái chân cánh này, những chân cánh đỏ hội tụ. Bông thì, nói chung là bông thì tương đối là cân đối này. Cần hoa thì dài. Thực tế ra là những cái cần hoa là ngọc diệp đã nở tại vườn em cũng như là tại vườn các kiếm thủ khác thì nó rơi vào tầm 5-70 cm. Đấy, thì riêng cái cần hoa này của nhà em thì lại rất là dài. Thì có thể là cái bụi này là chăm tốt này. Bụi này cần hoa dài 70-78 cm. Đấy, các bác có thể thấy hoa dày từ đầu cần đến cuối cần luôn. Đây các bác xem này. Cái cần hoa nó dày. Dày chưa? Các bác đếm bông này. San sát nhau luôn. Vì thế cho nên là ngọc diệp thì vẫn là một trong những cái em lô hội cực kỳ được nhiều người bác săn đón, được nhiều bác sưu tầm. Là vì bởi vì làm sao? Mặt hoa nó đẹp, bắt mắt, cần hoa dày. Đấy, các bác xem những cái suối hoa. Suối hoa cực kỳ đẹp. Thì thêm một cái điểm nữa về cái thân thủ ngọc diệp để các bác có thể tham khảo. Đấy, thân thủ ngọc diệp thì có những cái điểm cũng tương đối là đặc trưng các bác nhé. Lô hội rất là nhiều loại nhưng mà cũng có những dòng thân thủ đặc trưng. Ví dụ như ngọc diệp này. Cái thứ nhất là thân lá rất là xanh. Thân lá xanh và tương đối là dày. Đấy, lá tương đối là dày luôn các bác ạ. Vườn em thì nuôi thì như cái chậu này của vườn em là chưa được đạt lắm. Đấy, bản lá chỉ được khoảng 3,5 cm thôi. Đấy, nhưng mà các cái vườn của các kiếm thủ khác thì em đã gặp những cái chậu ngọc diệp đã nuôi đến 4,5 cm nhá. Đấy, cho nên là thân thủ cũng tương đối là phi phàm, không kém gì các anh tiên vũ cả. Cái thứ hai nữa là về mông cổ này. Đấy, mông cổ rất là bự. Đấy, các bác có thể tham khảo cái mông cổ ngọc diệp này. Đấy, tương đối là khá. Thì em này thì để mà nhận xét tổng quan nhất thì là một trong những cái cây lô hội. Những cây lô hội thân thủ tầm trung, nghĩa là rất đáng sưu tầm, thân thủ to và mặt hoa đẹp. Đấy. Thì chia sẻ thêm với các bác một cái điều nữa, đấy là cái cây này thì do cái anh nguồn gốc cây này thì là của anh Lam Lưu, Facebook là Lam Lưu này. Đấy, khai thác và phát hiện từ năm 2017. 2017 mà đến nay là đã là tháng 12 của năm 2022. Đấy, thì là đã là 5 năm trôi qua. 5 năm trôi qua nhưng mà từ ngày bắt đầu ra mắt cho đến ngày hôm nay thì em này chưa bao giờ hết cái độ hot. Đấy, những ngày đầu thì giá thành có thể là rất là cao bởi vì mặt bông nó đẹp, độc, lạ và con giống còn ít. Nhưng đến nay đã là 5 năm rồi mà em này vẫn giữ vững cái vị trí trong cái làn lan kiếm lô hội.
thì các bác có thể thấy là một cái vẻ đẹp là được công nhận qua 5 tháng. Đấy. Thì giá thành ngọc diệp hiện tại thì tương đối là rẻ, bác nào cũng có thể sưu tầm được. Đấy. Về một số cái thông tin về cây ngọc diệp thì hiện tại thì trong vườn em ngoài ngọc diệp ra thì cũng có một số bông đang nở hoa. Đấy là cái cây lô hội mai nhạn, cây mai nhạn. Thì bác nào mà có mai nhạn thì mời các bác ngắm tặng mai nhạn nhé. Cái dòng lô hội trắng. Đấy, mai nhạn. Đấy thì thực tế ra thì chia sẻ cùng cô chú anh chị cũng như tất cả các bác. Đấy thì lô hội thì có rất là nhiều loại, có đến mấy trăm loại lô hội luôn cả nhà nhá. Đấy thì trong số những loại lô hội ấy thì những cái dòng lô hội thì cũng phân chia thành các phân khúc. Đấy các bác thì có thể là mua như kiểu mua xe đấy, mình có phân khúc hạng A, B, C, D chẳng hạn. Thì lô hội cũng chia ra các phân khúc như vậy các bác nhé. Đấy, phân khúc thứ nhất là dòng trắng. Đấy, dòng trắng thì đình đám nhất có thể nhắc đến của cái dòng trắng đấy chính là trắng Điện Biên, trắng Minh Tuyết. Hay là đời đầu tiên có thể là trắng Tuyết Ngọc. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy là dòng trắng. Một số dòng trắng điển hình, trắng Minh Tuyết, trắng Điện Biên, trắng Hà Đông. Đấy thì tiếp theo dòng trắng thì có những cái dòng nữa là dòng vàng. Đấy, cô chú anh chị mà sưu tầm lan kiếm thì cũng các bác cũng có thể tham khảo vàng, ví dụ như vàng cánh bầu Hải Phòng, vàng cánh chim. Tiếp theo nữa là đến cái dòng vàng các bác nhá. Đấy, vàng thì có thể là vàng cánh chim, vàng cánh bầu Hải Phòng và vàng quanh hanh, rất là nhiều cái loại vàng luôn. Đấy, thì sau cái dòng vàng thì có thể là đến cái dòng hồng. Đấy, hồng thì nói đến hồng thì đình đám nhất vẫn là hồng ngọc Hà Giang, đúng không ạ? Một trong những cái em nữ hoàng lô hội Hồng Ngọc Hà Giang. Rồi sau Hồng Ngọc Hà Giang thì còn rất nhiều những em hồng mà tên tuổi cực kỳ mà gọi là phổ thông cũng như chưa phổ thông, rồi là Hồng Ngọc Hạ Long này, rồi là Hồng Ngọc Linh này, nhiều hồng lắm các bác ạ. Đấy, nhưng mà em chỉ điểm danh một số những cái em hồng mà cơ bản trong cái làng lô hội. Rồi sau cái dòng hồng thì có thể là đến những cái dòng lưỡi màu. Đấy, lưỡi màu ví dụ như là hiện tại đang đình đám nhất của cái dòng lưỡi màu đấy chính là em Vũ Thanh Kiếm, một trong những cái bông mà lưỡi màu đỉnh cao. Đấy, rồi tiếp theo là những cái bông ví dụ như ngọc diệp mà em vừa lên. Đấy, lưỡi màu. Đấy, những bông như thế này là gọi lưỡi màu các bác nhá. Ngọc diệp này, ngọc diệp Thảo Mi, ngọc Thanh Duyên. Đấy, là một trong những cái bông lưỡi màu mà gọi là điểm mặt chỉ tên một số em. Đấy thì các bác cũng có thể là tham khảo, bởi vì là trong mỗi một cái phân khúc ấy, thì bác nào có điều kiện thì mình sẽ sưu tầm tất cả các loại. Đấy, ví dụ dòng trắng có bao nhiêu loại, 100 loại hay 200 loại thì các bác có thể sưu tầm hết các loại trắng. Hay là dòng vàng các bác có thể sưu tầm hết các loại vàng. Dòng hồng các bác có thể sưu tầm hết các loại hồng. Hay là dòng lưỡi màu các bác cũng có thể là sưu tầm hết các loại lưỡi màu. Đấy, thế nhưng mà nếu như mà điều kiện của vườn mình nó không cho phép, điều kiện vườn, diện tích vườn cũng như điều kiện kinh tế nếu như không cho phép thì mình sẽ sưu tầm mỗi một dòng ấy, mình sẽ sưu tầm một vài loại đặc trưng. Đấy, một vài loại đặc trưng của cái dòng đấy thôi. Đấy, ví dụ như là cái dòng mà trước mặt của em đang giới thiệu các bác đây, trước cái màn hình này, đấy là em mai nhạn hay còn gọi là em vàng cánh chim. Đấy thì vàng cánh chim thì ranh giới giữa vàng và trắng trong cái cây lô hội nó rất là mong manh các bác nhá. Đấy, sẽ có một bài em chia sẻ về vàng và trắng. Thì hôm nay em chỉ giới thiệu qua thôi. Ví dụ như cây mai nhạn đây các bác xem này. Đấy, vàng cánh chim này. Đấy, mông cụ cũng tương đối là khá. Đấy, mông cụ xuống rất là đẹp. Thì em này là một trong những cái em lô hội mà thân thủ không to. Đấy, mông cụ đẹp thôi. Thân thủ thì nuôi cũng chỉ 2 đến 3 sen thôi. Đấy thì là thân thủ không phải là đỉnh cao. Đấy, nhưng mà cũng là một trong những mặt bông mà cực kỳ đáng sưu tầm các bác nhá. Đấy, các bác có thể xem này, hoa này. Đấy, hoa vàng, vàng cánh chim. Hoa rất là đẹp luôn. Thế thì các bác có thể là tham khảo một số cái bông đang nở tại vườn em. Thì bông lô hội thì nói chung là mặt bông rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Đấy, từ bông đến cần bông, vẻ đẹp rất là nhẹ nhàng. Còn ví dụ như sưu tầm những cái dòng tiên vũ thì mang cái hơi hướng cực kỳ mạnh mẽ, thân thủ lớn, mạnh mẽ từ thân thủ cho đến cần hoa các bác ạ, rất là mạnh mẽ luôn. Thế thì hy vọng ngày hôm nay thì mời các bác ngắm hoa vào một cái ngày mưa. Đấy, cần hoa thì cũng sắp tàn rồi. Đấy, nhưng mà cũng là một trong cái video
mà giới thiệu đến các bác những cái cây mà lô hội quanh vườn, tại vườn nhà, để các bác có thể tham khảo. Và bác nào có những cái mặt bông lô hội ngọc diệp đẹp, các bác có thể up lên comment để chia sẻ cho tất cả các bác đang xem cái video này, các bác được tham khảo nhé. Còn mới giới thiệu với các bác, đây là cái lô hội ngọc diệp của vườn em. Hôm nay thì tàn thật rồi các bác ơi, này rụng hết cành rồi. Đấy, nở từ ngày mấy hôm trước, nhưng mà tại vì đêm qua mưa vừa tàn vừa rụng cánh, cũng rất là tiếc luôn. Đấy, nhưng thôi, cũng có cái để chia sẻ với các bác. Đấy, rất đẹp luôn đúng không ạ? Thì hôm nay em cũng xin phép là quay một cái đoạn video ngắn như vậy thôi. Và em xin phép là dừng video tại đây. Đấy, cảm ơn cả nhà đã quan tâm cái video của em ngày hôm nay. Thì hy vọng là ngày mai mà sẽ gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo nhé. Trong những cái video hoa tiếp theo, cũng như là những cái video về cây tiếp theo. Các bác muốn tìm hiểu về mặt bông gì, hay là muốn ngắm những cái bông gì đang hoa, thì các bác có thể comment lên. Đấy, em sẽ lên những cái video tiếp theo yêu cầu cho cô chú anh chị nhé. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm video của em ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai nhé. Chào cả nhà.